Mời cộng đoàn cùng lắng nghe thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng sinh 2023. Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các con thân mến, không khí của mùa Giáng sinh trong những ngày này đang nhộn nhịp với những trang hoàng rực rỡ. Lúc 5 giờ chiều ngày 09 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, khi tiếp kiến hai phái đoàn do Đức Hồng Y Thống đốc thành Vatican tặng cây thông và hang đá máng cỏ năm nay cho tòa thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, đứng trước mỗi máng cỏ, cả những máng cỏ trong gia đình chúng ta nghĩ lại những gì xảy ra cách đây 2.000 năm tại Bethlehem, và điều này phải thức tỉnh nơi chúng ta sự tưởng nhớ thinh lặng và kinh nguyện trong đời sống thường nhật huyên náo, với bao nhiêu hoạt động miệt mài. Thinh lặng để có thể lắng nghe điều Chúa Giê-xu nói từ máng cỏ. Cầu nguyện để biểu lộ sự kinh ngạc biết ơn, sự dịu dàng và có thể là cả nước mắt mà cảnh tượng hang đá máng cỏ gợi lên nơi chúng ta. Từ những lời nhắn nhủ thật gần gũi này, cùng với các con bước vào mùa Giáng sinh năm nay, cha muốn chia sẻ một chút suy nghĩ về mầu nhiệm lớn lao này. 1. Giáng sinh trong những bức tranh. Năm nay kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô đã thiết kế máng cỏ đầu tiên. Ngài muốn mô tả lại khung cảnh Chúa Giáng sinh làm người tại hang đá Bethlehem để nhắc nhở mọi người về mầu nhiệm trọng đại này. Chắc chắn rằng hình ảnh không phải là thực tại của mầu nhiệm, nhưng sự hiện hữu của máng cỏ Chúa Hài Đồng trong suốt 8 thế kỷ qua đã không dừng lại ở việc trang trí, mà nó còn giúp cho người ta có được những cảm xúc đức tin cần thiết để sống những tinh thần và thông điệp của mầu nhiệm ấy. Trong ý hướng đó, chúng ta cùng nhìn về sự kiện Chúa Giáng sinh trong 3 bức tranh tiêu biểu. 1.1. Không có chỗ trong nhà trọ. Phúc âm thuật lại là đang trên đường cùng với Thánh Giuse trở về quê khai sổ bộ theo lệnh của Hoàng đế Augusto, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Không thể khác hơn được nữa, việc cần phải làm lúc này chính là tìm một quán trọ để trú ngụ qua đêm và cũng là một nơi căn bản để có thể ứng phó trong trường hợp bà Maria sinh con. Thế nhưng một câu chuyện đáng buồn xảy đến, chủ nhà trọ chối từ tất cả. Việc từ chối này đã đưa đến một kết quả mà cho đến hôm nay, khi đứng trước máng cỏ Chúa Hài Đồng, người ta vẫn luôn thắc mắc tại sao một Thiên Chúa quyền năng lại giáng trần trong một nơi thương tâm và lạnh lẽo như thế. 1.2. Giờ của các mục đồng. Trong một thế giới cậy vào tài trí con người, ca tụng sự thông minh, đề cao nghiên cứu khoa học hơn là quy hướng về Thiên Chúa, mà cuối cùng chẳng đưa con người đến những điều tốt lành hơn, sự dữ đã và vẫn đang tồn tại. Luca Thánh Sử lập lại tuyên bố của tiên tri Isaiah, một chương trình cứu chuộc của đấng cứu thế. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. 1.3. Bò và chiên bên trong hang đá. Những nhân vật nơi bức tranh thứ ba này, trong góc độ mỹ thuật, nó được nhìn như những vật trang trí cho hang đá Bethlehem thêm sống động và phù hợp với bối cảnh mà phúc âm tường thuật về nơi Chúa sinh ra. Nhưng khi nhìn ở góc độ đức tin, ta có thể nhận ra rằng nếu như ngôi sao lạ kia, trong thinh lặng tuyệt đối của mình, đã trở nên dấu chỉ mạnh mẽ cho các nhà đạo sĩ tìm đến nơi hang đá Chúa Hài Đồng, thì sự hiện diện rất thinh lặng nơi hang đá này, những chú bò và chiên cừu đã góp phần làm cho tiếng hát của thiên thần được vang xa vào một thế giới đầy ồn ào náo nhiệt, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. 2. Giáng sinh trong mầu nhiệm. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Đó là một mầu nhiệm lớn và quan trọng trong đức tin Kitô giáo. Nơi mầu nhiệm này, chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giê-xu Kitô, Thiên Chúa vĩnh cửu và là con của Chúa Cha hằng hữu, bởi phép Chúa Thánh Thần đã được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, được sinh mà không phải được tạo thành, trở thành con người vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Mầu nhiệm đó, trước hết dẫn đưa tâm trí chúng ta sự vĩnh cửu từ muôn đời của ngôi lời bởi Chúa Cha, ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha. Cha đã sinh ra con và sau đó hướng sự chú ý của chúng ta trở lại thời điểm đấng vĩnh cửu vượt qua ngưỡng cửa thời gian, bước vào không gian của trần thế, trở thành con người không phải bởi sự trợ giúp của tình phụ tử nhân loại, nhưng bằng cách mượn xác thịt của chúng ta từ một người phụ nữ tinh tuyền là Đức Maria, mẹ đồng trinh. Các con thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta sẽ vui mừng kỷ niệm lần thứ 2023, con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Chúng ta có thêm một cơ hội nữa để đứng trước hang đá máng cỏ Chúa Hài Đồng, nhìn ngắm và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Điều này đòi buộc chúng ta một niềm tin, vì đó là một mầu nhiệm, nghĩa là nó luôn vượt ra khỏi lý luận và trí óc con người.
Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 463 đã dạy tin vào việc nhập thể thật của con Thiên Chúa là dấu hiệu đặc trưng của đức tin Kitô giáo. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa, thần khí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Ước mong rằng, cùng với những bài học đạo đức nhỏ nơi các bức tranh mà cha đã liệt kê ở trên, các con hãy tin và thể hiện niềm tin vào mầu nhiệm tình thương này bằng những việc làm cụ thể bởi lòng yêu mến của mình dành cho một người khác. Cũng qua những thuật ngữ được diễn tả này, với tất cả lòng yêu mến và chân thành, cha chúc mừng Giáng sinh và năm mới dương lịch cho tất cả các con, những học sinh, sinh viên Công giáo trên khắp mọi miền đất nước. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ban thêm niềm tin cho các con. Xin Người ban cho các con và toàn thể gia quyến mọi điều an lành và hạnh phúc. Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Bản tin thứ hai: Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo triều Roma dịp Giáng sinh 2023. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hồng Y Đoàn và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh cũng như của quốc gia thành Vatican đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Ngài diễn giải ba động từ lắng nghe, phân định và bước đi để mô tả hành trình đức tin và sự phục vụ của các thành viên của giáo triều. Trước hết, Đức Hồng Y Giovanni, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đại diện chúc mừng Giáng sinh và năm mới đến Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một diễn văn đáp lời. Ngài nói: Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trước hết, tôi cảm ơn Đức Hồng Y về những lời chúc mừng và về năng lượng của Ngài ở tuổi 90 với năng lượng như thế. Xin hãy tiếp tục. Xin cảm ơn. Mầu nhiệm Giáng sinh làm tâm hồn chúng ta ngạc nhiên từ khóa trước sự kỳ diệu của một lời loan báo bất ngờ. Chúa đến, Thiên Chúa ở đây giữa chúng ta, và ánh sáng của Người đã mãi mãi xuyên qua bóng tối của thế gian. Chúng ta cần phải luôn luôn lắng nghe và đón nhận lời loan báo này, đặc biệt trong một thời điểm vẫn còn bị đánh dấu bi thảm bởi bạo lực chiến tranh, bởi những nguy cơ mang tính thời đại do biến đổi khí hậu, và bởi nghèo đói, đau khổ, đói khát và các vết thương khác đang hiện diện trong lịch sử chúng ta. Là điều an ủi khi khám phá ra rằng ngay cả trong những hoàn cảnh đau đớn này cũng như trong tất cả các không gian của nhân loại yếu đuối của chúng ta, Thiên Chúa hiện diện trong chiếc nôi này, máng cỏ mà ngày nay Người chọn để sinh ra và mang tình yêu Chúa Cha đến cho tất cả mọi người, và Người làm như vậy với cách của Thiên Chúa, gần gũi, cảm thông, dịu dàng. Anh chị em thân mến, chúng ta cần lắng nghe lời loan báo của Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta. Chúng ta cần phân định dấu hiệu về sự hiện diện của Người và đón nhận lời bằng cách bước đi theo Người. Lắng nghe, phân định, bước đi, ba động từ có thể mô tả hành trình đức tin của chúng ta và cho sự phục vụ mà chúng ta cống hiến ở đây trong giáo triều. Tôi muốn chia sẻ những lời này với anh chị em qua một số nhân vật chính của Giáng sinh Thánh. Trước hết, mẹ Maria, Người nhắc nhở chúng ta lắng nghe. Thiếu nữ Nazareth đang bồng ẵm trên tay đấng đến ôm cả thế giới, là đức trinh nữ của sự lắng nghe bởi vì mẹ đã chăm chú lắng nghe lời loan báo của thiên thần và mở lòng mình ra cho kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ nhắc nhở chúng ta điều răn lớn đầu tiên nghe đây, hỡi Israel, bởi vì trước bất kỳ giới luật nào, điều quan trọng là bước vào mối tương quan với Thiên Chúa, đón nhận hồng ân tình yêu của Người đến gặp gỡ chúng ta. Thực tế, trong Kinh Thánh, lắng nghe đề cập đến việc nghe không chỉ bằng tai, nhưng còn bằng con tim và cả cuộc sống. Thánh Biển Đức bắt đầu quy luật của Ngài: Này con, hãy chăm chú lắng nghe. Lắng nghe bằng con tim đòi hỏi nhiều hơn nghe một tin nhắn hoặc trao đổi thông tin. Đó là một sự lắng nghe nội tâm có khả năng cảm nhận những ước muốn và nhu cầu của người khác. Một mối quan hệ thúc giục chúng ta vượt qua các khuôn mẫu và những định kiến trong đó đôi khi dẫn chúng ta đến chỗ đóng khung những người xung quanh. Lắng nghe luôn là khởi đầu của một cuộc hành trình. Chúa yêu cầu dân Người lắng nghe bằng tâm hồn để bước vào mối quan hệ với Người, Thiên Chúa hàng sống. Và đây là cách đức trinh nữ Maria lắng nghe. Mẹ đón nhận lời loan báo của thiên thần với sự cởi mở hoàn toàn và do đó không che giấu sự thắc mắc và bối rối trong lòng. Nhưng mẹ sẵn sàng tham gia vào tương quan với Thiên Chúa, đấng đã chọn mẹ, đón nhận kế hoạch của Người, có đối thoại và có vâng lời. Đức Maria nhận ra rằng mình đã lãnh nhận một hồng ân vô giá và quỳ xuống, nghĩa là, với sự khiêm nhường và kinh ngạc, mẹ tiếp tục lắng nghe. Lắng nghe quỳ gối là cách tốt nhất để thực sự lắng nghe, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta không tự phụ nghĩ rằng chúng ta đã biết mọi thứ,
hoặc đã hiểu những gì người khác sắp nói với chúng ta, nhưng trái lại, chúng ta mở lòng ra cho mầu nhiệm của người khác, sẵn sàng đón nhận với sự khiêm tốn những gì họ muốn trao cho chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng chỉ có một trường hợp được từ trên cao nhìn xuống một người, đó là để giúp đỡ họ đứng lên. Đó là trường hợp duy nhất hợp lệ nhìn xuống từ trên cao. Đôi khi, ngay cả khi nói chuyện với nhau, chúng ta có nguy cơ giống như những con sói đói, chúng ta có thể ngay lập tức ngấu nghiến lời nói của người khác, không thực sự lắng nghe họ, và sau đó nhào nặn chúng để phù hợp với ý tưởng và đánh giá của chúng ta. Trái lại, để thực sự lắng nghe người khác, cần có sự thinh lặng bên trong, nhưng cũng cần một không gian thinh lặng giữa những gì chúng ta nghe và những gì chúng ta nói. Không phải là bóng bàn đánh qua đánh lại. Đầu tiên chúng ta lắng nghe, sau đó trong thinh lặng, chúng ta tiếp thu điều đã nghe, suy tư, diễn giải nó, vì chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đưa ra phản hồi. Cầu nguyện dạy chúng ta cách thực hiện điều này, bởi vì cầu nguyện mở rộng tâm hồn, lật đổ tính ích kỷ của chúng ta, chỉ cho chúng ta cách lắng nghe người khác và tạo trong chúng ta sự thinh lặng chiêm niệm. Chúng ta hãy học chiêm niệm trong cầu nguyện, quỳ gối trước Chúa, không chỉ trên đôi chân, nhưng bằng đầu gối với trái tim của chúng ta. Ngay cả trong công việc của chúng ta ở giáo triều, cần nài xin ơn Chúa hằng ngày, xin Người mở những trái tim lạnh giá của chúng ta và khuấy động đời sống thờ ơ và hời hợt của chúng ta. Điều cấp bách là phải phục hồi một tinh thần chiêm niệm để có thể giúp chúng ta không ngừng nhận ra rằng mình được thừa hưởng một kho tàng làm chúng ta sống tốt hơn và giúp chúng ta sống một đời sống mới. Đó là điều không có gì quý hơn mà chúng ta có thể trao ban cho người khác. Anh chị em thân mến, ngay cả trong giáo triều cũng vậy, chúng ta cần phải học nghệ thuật lắng nghe. Trước các bổn phận và hoạt động hàng ngày của chúng ta, đặc biệt trước các vai trò mà chúng ta phải gánh vác, chúng ta cần tái khám phá giá trị của các mối quan hệ và cố gắng cởi bỏ chủ nghĩa hình thức để làm cho chúng sinh động với tinh thần tin mừng, trên hết bằng cách lắng nghe nhau. Với trái tim và đầu gối, chúng ta hãy lắng nghe nhau nhiều hơn, không thành kiến, nhưng cởi mở và chân thành. Chúng ta hãy lắng nghe nhau, cố gắng hiểu rõ những gì anh chị em chúng ta đang nói, để nắm bắt những nhu cầu của họ và cuộc sống của chính họ cách nào đó, ẩn giấu đằng sau những lời nói, không phán xét. Như Thánh Y Nhã đã khôn ngoan khuyên, phải tiền giả định rằng mọi tín hữu tốt phải mau mắn cứu vãn ý kiến của người khác hơn là lên án nó. Nếu không cứu vãn được, phải hỏi xem người ta hiểu ý kiến ấy thế nào, và nếu họ hiểu sai thì phải sửa chữa với tình thương yêu. Nếu làm thế không đủ, phải tìm mọi phương thế thích hợp để bào chữa cho đến khi họ hiểu đúng và khỏi sai lầm. Linh Thao 22. Làm tất cả để hiểu tốt về người khác. Và tôi nhắc lại, lắng nghe khác với nghe. Đi bộ trên các đường phố, chúng ta có thể nghe thấy nhiều tiếng nói và nhiều tiếng ồn, nhưng chúng ta thường không lắng nghe chúng, chúng ta không nội tâm hóa chúng và chúng không ở lại trong chúng ta. Nghe đơn giản là một chuyện, lắng nghe lại là một chuyện khác, nó cũng có nghĩa là chào đón bên trong. Lắng nghe nhau giúp chúng ta sống phân định như một phương pháp hành động của chúng ta. Và ở đây chúng ta có thể nghĩ đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Trước tiên là Đức Mẹ, người biết lắng nghe, và bây giờ là Thánh Gioan, người biết phân định. Chúng ta biết sự vĩ đại của vị ngôn sứ này, sự khổ hạnh và mạnh mẽ trong lời rao giảng của Ngài. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu đến và bắt đầu sứ vụ, Thánh Gioan trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin sâu sắc. Ông đã loan báo Chúa đến như một Thiên Chúa quyền năng, đấng cuối cùng sẽ phán xét tội nhân bằng cách quăng vào lửa cây nào không sinh quả tốt và đốt thóc lép bằng lửa không hề tắt. Nhưng hình ảnh này của đấng Messiah bị phá vỡ bởi những cử chỉ, lời nói và phong cách của Chúa Giê-xu, bởi lòng trắc ẩn và lòng thương xót mà Người tỏ ra cho tất cả mọi người. Sau đó, Gioan Tẩy Giả cảm thấy rằng mình cần phải phân định để nhận được đôi mắt mới. Tin mừng nói với chúng ta, ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Chúa Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng, thưa Thầy, Thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Nói tóm lại, Chúa Giê-xu không như Gioan mong đợi, và do đó, vị tiền hô cũng phải được hoán cải để theo sự mới mẻ của nước trời. Thánh nhân phải có lòng khiêm nhường và can đảm để phân định. Phân định là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nghệ thuật của đời sống thiêng liêng này loại bỏ khỏi chúng ta ảo tưởng rằng mình biết tất cả mọi thứ, khỏi nguy cơ nghĩ rằng chỉ cần áp dụng các quy tắc là đủ, khỏi cám dỗ làm tiếp, ngay cả trong đời sống của giáo triều, chỉ đơn giản bằng cách lặp lại các khuôn mẫu, không nhận ra rằng mầu nhiệm Thiên Chúa luôn vượt trên chúng ta và cuộc sống của mọi người và thực tại xung quanh chúng ta đang và luôn luôn vượt trội hơn các ý tưởng và lý thuyết. Cuộc sống thì luôn vượt trội hơn ý tưởng.
Do đó, chúng ta cần thực hành sự phân định thiêng liêng, tìm kiếm ý Chúa, chất vấn về những chuyển động bên trong tâm hồn và sau đó đánh giá các quyết định và khả năng mà chúng ta cần thực hiện. Đức Hồng Y Martini viết, phân định hoàn toàn khác với sự chính xác tỉ mỉ của những người sống theo luật hoặc kỳ vọng hoàn hảo. Đó là sự thúc đẩy của tình yêu giúp phân biệt giữa điều tốt và điều tốt hơn, giữa những gì tự nó hữu ích và những gì hữu ích ở đây và ngay lúc này, giữa những gì có thể tốt nói chung và những gì cần được thúc đẩy ngay bây giờ. Và Ngài nói thêm, việc thiếu cố gắng phân định điều tốt hơn thường làm cho đời sống mục vụ trở nên đơn điệu. Lặp đi lặp lại, các hành động tôn giáo nhân lên, lặp lại các cử chỉ truyền thống mà không thấy rõ ý nghĩa của chúng. Phân định phải giúp chúng ta, cũng như trong công việc của giáo triều, ngoan ngụy với Chúa Thánh Thần, để có thể chọn hướng dẫn và đưa ra quyết định không dựa trên các tiêu chuẩn thế gian, hoặc đơn giản bằng cách áp dụng các quy tắc, nhưng theo tin mừng. Lắng nghe, Đức Maria, phân định, do An tẩy giả. Và bây giờ, từ thứ ba, bước đi. Và ở đây chúng ta hướng suy nghĩ của mình về các nhà đạo sĩ. Các vị đạo sĩ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bước đi. Niềm vui tin mừng khi chúng ta thực sự đón nhận sẽ dẫn chúng ta đến việc làm môn đệ, bỏ lại phía sau và lên đường hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa và hướng tới cuộc sống tràn đầy. Cuộc xuất hành khỏi chính chúng ta, một thái độ của đời sống thiêng liêng mà chúng ta luôn phải xét mình. Cảm ơn anh chị em vì công việc và sự cống hiến của anh chị em. Trong công việc này, ước gì chúng ta vun trồng khả năng lắng nghe bằng con tim và phục vụ Chúa bằng cách học cách chào đón và lắng nghe nhau. Chúng ta hãy thực hành phân định để trở thành một giáo hội tìm cách giải thích các dấu chỉ lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tìm kiếm các giải pháp thông truyền tình yêu của Chúa Cha. Và chúng ta hãy luôn tiếp tục hành trình tiến về phía trước với sự khiêm nhường và ngạc nhiên, để không rơi vào ảo tưởng nghĩ rằng chúng ta đã đến đích và để lòng khao khát Thiên Chúa không bị dập tắt trong chúng ta. Và trên hết tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều, đặc biệt vì công việc được thực hiện trong âm thầm. Chúng ta đừng quên, lắng nghe, phân định, bước đi Đức Maria, do An tẩy giả và các vị đạo sĩ. Xin Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, ban cho chúng ta ân sủng của niềm vui trong sự phục vụ khiêm nhường và quảng đại. Và, xin vui lòng, tôi khuyên, đừng đánh mất sự hài hước, nó chính là sức khỏe. Tôi xin chúc mừng một Giáng sinh thánh đến anh chị em và người thân của anh chị em. Và, trước máng cỏ, xin cầu nguyện cho tôi. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Kính chúc quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em một mùa Giáng sinh 2023 an lành, thánh đức và tràn đầy niềm vui. Amen.